Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của điện máy Bình Sơn. Bình Sơn cũng đã giới thiệu với các bạn rất là nhiều những cái dòng máy cắt cỏ hàng Nhật bãi cũng như là hàng mới. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một trong những chiếc máy cắt cỏ của Mitsubishi. Đây là một trong những cái máy mà được bán mới trên thị trường. Cái hàng này thì các bạn không ngại về cái số lượng hàng, số lượng rất là nhiều. Hàng này rất là sẵn, mua bao nhiêu cũng có vì nó là hàng mới mà. Và các bạn chất cái máy này thì là hàng Mitsubishi chính hãng các bạn nhé, Mitsubishi chính hãng sản xuất tại Trung Quốc. Chúng tôi nói rất rõ là hàng Mitsubishi chính hãng sản xuất tại Trung Quốc. Ngay kể cả như máy Thụy Điển Husqvarna các bạn có thể tìm hiểu, nó cũng chỉ là sản xuất tại Trung Quốc thôi. Còn nếu mà các bạn muốn mua máy Mitsubishi cắt cỏ mà sản xuất tại Nhật thì gần như là không có. Hoặc nếu có mà bán mới trên thị trường thì giá của nó quá cao, nó vượt quá khả năng tài chính của người tiêu dùng. Do đó các đơn vị nhập khẩu không đơn vị nào dám mảnh may một cái ý tưởng mà dám nhập máy Mitsubishi sản xuất tại Nhật để bán cả. Và hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn, đây là chiếc Mitsubishi TU26. Nếu mà ai sử dụng những cái dòng máy này rồi thì các bạn cũng biết đến Mitsubishi TU26 rồi. Nó cũng đã ra được thị trường khá là lâu. Và cái dòng máy này thì nó có rất là nhiều tranh cãi. Nếu công bằng mà nói, để so một chiếc Mitsubishi TU26 và một chiếc máy TL26, nhưng mà hai cái phải cùng tình trạng các bạn nhá, tức là cùng mới 100%, thì TL26 nó đập chết Mitsubishi TU26 luôn. Cái đấy thì chúng ta không thể phủ nhận được, bởi vì TL26 là nó sản xuất tại Nhật, nó là một cái dòng máy huyền thoại rồi. Nếu bây giờ có một chiếc TL26 mới tinh đập thùng mà như thế này thì tôi khẳng định với các bạn luôn, giá của nó có khi đến 7-8 triệu vẫn có người dám mua, bởi vì cái độ chất của nó thì nó đã được khẳng định rồi. Nhưng cái vấn đề hôm nay chúng ta muốn nói ở đây là chiếc Mitsubishi TU26 này là dành cho những khách hàng, đối tượng khách hàng thứ nhất là các bạn không muốn mua máy bãi, các bạn muốn mua máy mới và các bạn có phân khúc tài chính chỉ dưới 4 triệu thôi, thì đây là một trong những cái lựa chọn quá là ok. Bởi vì sao ạ? Các bạn muốn mua với tầm tài chính dưới 4 triệu mà mua hàng hãng rất là khó. Tất nhiên chiếc máy này thì so với chiếc Husqvarna 226 thì không có một tí cửa nào cả. Nhưng nếu mà so, tức là các bạn không muốn mua máy bãi nhá, các bạn có tầm tài chính dưới 4 triệu thì đây là một trong những cái lựa chọn hàng đầu. Rồi, chúng ta sẽ đi vào chi tiết kỹ hơn để các bạn có thể hiểu được vì sao đây là một trong những cái lựa chọn tốt nhất ở tầm phân khúc 4 triệu quay đầu. Chiếc này thì chúng tôi đang bán với giá là 3.900.000 các bạn nhá, 3.900.000 thần tài nhỏ. Và chúng ta sẽ đi vào chi tiết đi để cho các bạn có thể hiểu được về cái chất của cái máy này. Thứ nhất là tiếng máy của nó rất là ấm. Tôi khẳng định với các bạn luôn, tiếng máy Mitsubishi với tiếng máy 26 thì không khác gì nhau cả, rất là ấm. Ăn thua ở cái độ bền thôi. Độ bền của con này thì không ăn được con 226. Đây là ốp giật Mitsubishi TU26. Đây là hàng chính hãng 100% nha các bạn nha. Đây các bạn có thể thấy được ở bên hông nó có tem TU26 PFD. Chiếc này thì sản xuất năm 2019 tháng 8 2019, và nó có mã quét QR. Nếu mà các bạn lấy có phần quét QR, các bạn quét QR nó sẽ ra mã máy luôn. Chiếc này sử dụng chế One Pro của Nhật. Đây các bạn có thể thấy được chế One Pro đây. Có thể chúng tôi quay máy quay và nó sẽ không rõ đâu, nhưng mà khẳng định với các bạn đây là chế One Pro, vì có thể các bạn thấy chúng tôi đưa cái máy quay vào nó nhìn sẽ không rõ được. Rồi, trên lốc của nó có dòng chữ Mitsubishi đây các bạn thấy không? Đó, đây là chế One Pro Boe này các bạn thấy không? Hàng Mitsubishi. Và đây ở trong thùng của nó thì các bạn có thể thấy được nó có một cái phiếu. Đấy, hướng dẫn luôn 7 điểm nhận dạng dòng TU chính hãng thật và nhái. Thứ nhất là các bạn có thể thấy được số series trên thân máy phải trùng trên thùng cà tông. Tức là ví dụ như con này là ví dụ như TU43 PDF đây. Đây là người ta ví dụ, đây chúng ta ví dụ luôn trên chiếc máy này. Series trên máy trước này là 11521 5123. Thì đây trên series máy nó sẽ là 115123. Và tất nhiên rồi, cái series này thì không cái máy nào trùng nhau hết, mỗi máy một số series. Đây là nhận biết cách phân biệt chiếc máy TU giả, TU nhái. Dấu hiệu thứ hai là mã QR. Thì các bạn quét một phát cái phần mã QR này nó sẽ ra luôn. Đấy. Dấu hiệu thứ ba đó là ốc bố côn ấy. Là ốc bố côn Amara thì là hàng xịn. Đấy. Thứ tư
là nhãn hiệu Mitsu đóng trên lốc máy thì chúng tôi cũng vừa quay cho các bạn xem rồi. Thứ năm là ống dẫn xăng, thì các bạn có thể thấy được ống xịn của nó phải là một ống xanh và một ống đen. Đấy các bạn thấy không? Còn hai cái ống trắng hoặc là một ống xanh và một ống trắng như này thì không phải hàng xịn các bạn nhé. Đấy các bạn thấy không? Đấy, dấu hiệu thứ 6 đó là thùng cà tông. Đấy các bạn thấy không? Thùng cà tông nó phải màu vàng giấy Nhật Bản nên rất là cứng cáp, màu vàng nhạt, nét chữ Mitsu, được ký tự sắc nét tiêu chuẩn. Đấy. Dấu hiệu thứ 7 đó là cái phần động cơ chi tiết nhựa được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, nên là cái phần khe áo nhựa vừa với vặn với phần lốc máy nó sẽ không bị hở một tí nào các bạn thấy không? Đây, như chiếc này nó rất là fit này. Đây, ốc bố Armada đây các bạn nhé. Đó, đây là dấu hiệu để nhận biết cái phần động cơ. Còn cái phần cần này thì các bạn có thể thấy được cần này là một cái ống cần. Một cái cần mà các bạn có thể thấy bắp chuối này giống hệt bắp chuối của hàng Nhật này. Đấy, ngôn ngữ thiết kế của nó mà. Ống cần này đường kính ống chỉ có 24 ly thôi. Và cái cần này là cần chết các bạn nhá. Đây các bạn có thể thấy dòng chữ Pagobai Mitsubishi. Và cái đầu bò thì các bạn có thể thấy được đầu bò này, đầu bò sắc nhỏ. Chén này là chén sâu. Đấy là những cái dấu hiệu mà chúng tôi cung cấp để cho các bạn nhận diện được thế nào là một chiếc máy Mitsu TU xịn và thế nào là một chiếc máy Mitsu TU nhái. Đây, trên thùng cà tông nó sẽ có cái công ty nhập khẩu và nhà xuất khẩu. Nhà xuất khẩu của nó chính là công ty Mitsubishi Heavy Industry Meiki NNC. Các bạn thấy không, địa chỉ nó ở Asa, Takamichi, Aiwasuka, Nakamura, Nagoya, đấy, Nhật Bản. Các bạn thấy không? Rất rõ ràng, đầy đủ thông tin. Có ga đây, khá là ok, nhìn rất là thông minh, nhìn rất là hiện đại. Tất nhiên rồi, nó sẽ không thể nào mà quá ngon được, bởi vì cái mức giá của các bạn bỏ ra số tiền nó chỉ là 3.900.000 thôi. Thì với cái chất, cái quan trọng là các bạn nhận được về cái chất lượng tương đương với 3.900.000, hoàn toàn xứng đáng, không hề lãng phí một chút nào. Nói lại một lần nữa, chiếc máy này nó phù hợp với ai thích hàng xịn, tài chính dưới 4 triệu và nhá, và không thích mua hàng cũ, thì đây là một trong những lựa chọn hàng đầu. Rồi, chúng tôi cung cấp cho các bạn những cái thông tin rất là bổ ích. Còn cái nhận định của các bạn và phán đoán của các bạn và lựa chọn của các bạn thì tùy thuộc vào chính các bạn thôi. Rồi, một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Chúc các bạn xem sau khi xem xong video này có thể nhận ra được, hoặc là đánh giá ra được, hoặc là chúng ta có thể tự nhận định và đánh giá lựa chọn được một chiếc máy cắt cỏ ưng ý. Rồi, một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký để theo dõi kênh. Nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới.